Hai Thúy chào các bạn đã quay trở lại với kênh Nghề Hai Bạc. Hôm nay Thúy chia sẻ với các bạn cái món tàu hũ non nè, tàu hũ thứ ngoài chợ bán nè. Đó, hấp dẫn chưa? Nó núng nín luôn, nhìn rất là ngon. Nhưng mà đối với cái mùa dịch bây giờ, như lúc trước á, thì mình còn đi chợ, mình đi ra ngoài được thì mình có thể dễ tìm mua. Nhưng mà đối với cái thời điểm bây giờ thì mình không được ra đường, thành ra khó được tìm cái món này. Thì bây giờ Thúy chia sẻ cái cách làm ha, cùng làm với Thúy nha. Ở đây Thúy sử dụng là 400g đậu nành. Thì Thúy sử dụng 400g là Thúy vừa sử dụng để nấu sữa đậu nành luôn á các bạn. Giờ sẵn đây Thúy mới nấu luôn cái tàu hũ. Thì với cái tàu hũ thì rất là đơn giản luôn. Rồi bây giờ Thúy ngâm đậu á, được 3 tiếng rồi này các bạn. Đó, đậu thì mình ngâm khoảng 3 tiếng là được, đừng có ngâm lâu quá. Nói chung là cả 3 tiếng là nó mềm mình xay được rồi các bạn. Đó là mình sẽ đem đi rửa thật sạch nha. Đó, Thúy sữa rửa rồi nè, bây giờ mình sẽ cho vào máy để mình xay nha. Thúy không có nêu cái nguyên liệu là tại vì bây giờ sẵn Thúy nấu đậu nành cho nên là Thúy chia sẻ luôn, thì các bạn cứ xem từ từ Thúy làm như thế nào ha. Cũng rất là đơn giản luôn. Thì mình chia làm hai, tại vì cái cối như vậy là mình không thể nào xay hết được các bạn. Thì 400g đậu nành thì Thúy sử dụng khoảng 1 lít rưỡi nước, hoặc 1 lít 8 hoặc 1 lít rưỡi là được rồi các bạn. Vì ở nhà mình nấu thì mình nấu cho nó đặc đặc, nói chung là nó cho nó có cái vị béo chút xíu, mình nấu nó hơi kẹo thì nó sẽ béo á các bạn. Còn nếu mà mình cho nước nhiều cũng được, nhưng mà cái vị của nó sẽ không béo lắm. Đó, thì bây giờ Thúy xay xong rồi nè, mình cho vào một cái bồng vải như vậy nè, đó. Mình lược ra, mình bỏ cái xác đi. Thì với cái cách nấu tàu hũ tại nhà như vậy thì rất là đơn giản, tại vì Thúy không có sử dụng cái thạch cao, hay là thường thường mình ta nấu tàu hũ bán thì ta có thạch cao với là cái gì nữa đó. Nói chung là Thúy không rành, tại vì mỗi lần Thúy ăn là Thúy nấu như vậy thôi. Tại vì mình ở nhà mình ăn thì mình nên nấu những cái đơn giản và những cái mà mình biết thôi, chứ còn ngoài ra thì như ta chuyên nghiệp ta nấu thì nó sẽ khác mình đó các bạn. Nhưng mà Thúy thấy với cái nguyên liệu mình nấu thì mình ăn hàng ngày thì mình nó cũng không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Nói chung là những cái nguyên liệu mình nấu là nó không có cầu kỳ mà cũng không có quá chất nữa các bạn. Thì mình ăn mình sẽ yên tâm hơn. Đó, mình bóp như vậy nè, cho nó ra hết cái chất đậu ở trong đó là được. Mình bỏ cái xác. Thì đó, Thúy xay xong rồi. Bây giờ Thúy sẽ chia ra làm hai ha, để Thúy nấu sữa đậu nành không tới phân nửa đi, còn hơn phân nửa thì sẽ đi nấu cái tàu hũ non ha. Đó, Thúy xớt ra, Thúy cái nồi Thúy có cái mức lường nè, thì 1 lít nè các bạn. Đó, còn bên kia là khoảng không tới 1 lít. Là cái bước quan trọng để Thúy làm nè. Đó, để có tàu hũ non thì mình Thúy ở đây Thúy sử dụng rau câu. Các bạn thấy lạ không? Đó, nhưng mà mình không có cho nhiều nha. Tại vì nếu 1 lít như vậy nè là Thúy cho khoảng nửa muỗng cà phê thôi. Tại vì nếu mà các bạn cho nhiều thì nó sẽ đóng lại y như cái rau câu cứng á, là mình ăn nó sẽ không ngon. Là tại vì tàu hũ non á thì nó phải núng nín, nó phải mềm mại. Thì thành ra nếu mà 1 lít như vậy là thường thường là Thúy nấu là cái chuẩn của nó là Thúy sử dụng nửa muỗng cà phê thôi. Chứ các bạn đừng có để nhiều ra, mình khuấy cho nó tan hết ra rồi mình bắt lên bếp nè các bạn. Đó, mình cứ đánh như vậy nè, đánh như vậy á, khi nào mình thấy nó sôi lên rồi mình xem đồng hồ khoảng 4 phút là được nha các bạn, là mình tắt bếp là mình cho ra một cái tô. Chứ các bạn đừng có để lâu nha. Đó, nó sôi lên từ cái lúc mà nó sôi á, bây giờ mình bắt lên thì mình không tính, còn cái khi mình thấy mà nó vừa sôi lên á là mình sẽ đi xem đồng hồ là coi bao nhiêu phút nha. Rồi mình canh đúng 4 phút là được. Các bạn như là nhớ vớt bọt ra nha. Cái bọt này cũng là cái đậu nành, nhưng mà tại vì mình hồi nãy mình lúc mà mình lược á thì nó sẽ lên bọt như vậy nè. Thì ở nhà mình ăn thì nói chung thì vớt, nhưng mà cũng không vớt kỹ lắm. Còn nếu như người ta bán á, người ta vớt rất là kỹ để cho nó không còn có lớp bọt. Khi mà múc cái tấm miếng tàu hũ ra nó sẽ mịn hơn. Còn Thí thì thấy hết lớp cái trên như vậy thôi, nói chung là hết qua một đợt vậy thôi. Thì các bạn muốn cho nó đẹp hơn nữa thì các bạn cứ vớt cho thật là kỹ ha, để còn có lớp nước ở dưới thôi.
Đó, thí chuẩn bị sôi lên rồi nè. Thí sẽ xem đồng hồ là đúng 4 phút rồi thí tắt bếp ha. Khi mà mình chuẩn bị tắt bếp á các bạn, thì các bạn cho vào nửa ống vani ha, để cho nó thơm. Rồi, bây giờ thí tắt bếp, thí cho qua ra ngoài tô nè các bạn. Mình muốn để luôn trong cái nồi cũng được, nhưng mà tại vì thí muốn cho nó mau nguội á, thì ra thí cho nó ra một cái tô đi. Nếu mà trong cái nồi thì giữ nóng hơi lâu á, thành ra nó sẽ lâu nguội. Đó, nó còn lớp bọt nè các bạn. Tại vì nói chung thì ở nhà nấu ăn cho nên Thúy không có vớt hết kỹ, nói chung là cũng vừa vừa thôi kệ. Tại vì á, cái đó là cũng là đậu nành nó rất là béo luôn, cho nên là nếu mà Thúy vớt như vậy thì chút xíu nữa nó đặt lại nó sẽ có cái lớp màng ở trên á, nhưng mà cái lớp đó cũng rất là ngon cho nên Thúy chừa lại nè. Đó, rồi mình để ở đây ha, cho nó nguội. Rồi Thúy sẽ đi làm cái nước đường để mà mình ăn với lại tàu hũ non ha. Gừng thì thí sắc nhuyễn nhuyễn như vậy nè, chứ thí cho vào 3 muỗng canh đường. Thì nói đúng ra thì mình cứ canh thí mình thích ăn ngọt thì mình có thể mình cho thêm đường, hơi nấu nước đường hơi nhiều, còn mình canh cái khoảng lượng tàu hũ của mình ha. Thì thí ở đây thí sử dụng 1 lít như vậy, thí nấu tàu hũ thì thí sử dụng 3 muỗng canh đường và khoảng hơn hơn nửa chén nước là vừa các bạn. Đó, rồi mình bắt lên bếp nha. Thế cho vào một cái thau nhỏ nhỏ như vậy nè, mình nấu cho nó gọn để lát mình bắt xuống luôn, mình khỏi cho vào nồi. Đó, mình đánh tan đều lên. Mình cho tan đều lên, khi mà cái nước đường mình nó sôi chừng vài dạo rồi mình thấy nó hơi sánh sánh là được rồi các bạn. Thế cho vào nửa tán đường. Đường tán á các bạn, tại vì mình cho vào đường tán thì chút xíu nữa cái nước đường của mình nó sẽ có cái màu trông rất là đẹp luôn. Còn mình không có thì cũng được không sao, tại vì ở nhà mình ăn mà, nói chung là nó có cái màu đậm hơn á, thì nhìn nó trông nó bắt mắt hơn chút xíu vậy thôi. Tại thấy có thì để vào luôn. Đó. Bây giờ thì sẽ nấu đậu nành nha, nước đường thì cũng làm xong luôn rồi đó. Thì đậu nành thì cũng rất là đơn giản, thì mình cứ bắt lên như vậy rồi mình sẽ đánh. Chứ các bạn đừng có ngưng tay nha, ngưng tay là nó sẽ đông cái lớp ở dưới đáy nồi á, nó sẽ rất là dễ bị khét. Đó, mình cứ đánh nhẹ 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 vậy nè. Thì nấu thì khoảng 5 hoặc 6 phút là được rồi các bạn. Là nó cũng chín rồi, từ lúc sôi lên á, mình tính từ lúc sôi lên ha. Đậu nành á thì cái này thì mình phụ nữ mình uống rất là tốt luôn á các bạn, cho nên là mấy chị em phụ nữ mình nên nên nấu cái sữa đậu nành tại nhà để mình uống ha. Là đặc biệt là cho những chị em mình mà người nào mà dùng một hơi bé thì mình uống đậu nành thường xuyên á, thì nó sẽ cải thiện được á các bạn. Đó, thì bây giờ mình quay lại với cái tô tàu hũ của mình ha. Đó, các bạn trông nó đặt lại nó núng nính không, chứ không phải đấy, nhưng mà hồi nãy thì không có vớt hết cái lớp trên, thành ra nó hết lớp bọt á, nó có lớp trên như vậy nè. Nhưng mà tại vì mỗi lần thi nấu thì thích ăn cái lớp trên gì nè rất là béo luôn á, thành ra thấy chừa lại thì trông nó không có đẹp mắt lắm nha các bạn. Đó, mình sẽ gợt nó ra rồi mình múc cho ra chén mà dùng thôi. Đó, tuy là nó không có mịn, là nó không có đẹp, coi như là nó không có đạt chuẩn như 100% như ở ngoài mấy cái chỗ người ta nấu tàu hũ người ta bán. Nhưng mà Thúy thấy á, nếu mà ở nhà mình nấu ăn như vậy nè mình yên tâm hơn, là tại vì á mình chỉ sử dụng rau câu thôi à, là mình nấu là mình biết mình nấu cái gì không, thì mình ăn nó cũng an tâm hơn nữa. Thì với lại mỗi lúc mọi nơi mình muốn ăn thì mình cứ mua đậu nành về mình nấu ha, thì nó rất là đơn giản nữa, không có mất nhiều thời gian nữa. Đó, mình cho đường vào. Thế mời các bạn dùng tàu hũ với thấy ha. Gừng á mình nấu lên nó rất là thơm luôn các bạn. Cho vào cái chén tàu hũ nha, nhìn rất là ghiền ha. Trong cái mùa này mà mình không có được ra đường mà mình nấu mấy cái này thì ở nhà có mấy bé rất là thích luôn á các bạn. Các bạn nên áp dụng để ở nhà mình có cái món cho mấy bé ăn nè, cho đỡ buồn miệng trong cái mùa dịch này. Chứ tại lúc này đi ra mà kiếm chén tàu hũ thì chắc chắn là không có rồi đó. Mình ở nhà mình có thể mình làm với cái cách rất là đơn giản cô Thí chia sẻ.
rất là ngon luôn á các bạn. Ăn nó cũng mịn, nó rất là ngon. Và đặc biệt là cái đậu nành mình nấu á, tại nhà á, mình nấu mình nói chung mình làm như vậy cái lượng nó cũng không có lỏng lắm thì nó béo, rất là ngon. Và nó hòa quyện với gừng á và nước đường á, ăn rất là ngon luôn. Rồi đây là sữa đậu nành thì cũng pha rồi luôn nữa nè, cái ly sữa đậu nành của Thí đó. Còn cái tàu hũ núng nính thấy không? Các bạn thấy không? Nó cũng mềm, nhìn nó cũng rất là hấp dẫn. Rồi, Thí mời các bạn uống sữa đậu nành với Thí nè. Rất là ngon luôn á. Không lẽ mình nấu mà mình tự mình khen mình hoài thì cũng thấy kỳ, nhưng mà thật sự là Thí thấy là các bạn ở nhà mình nên nấu ăn đi ha, rất là tuyệt vời. Thôi video của Thí chia sẻ cái cách nấu sữa đậu nành và tàu hũ ở nhà để mình sử dụng ha, để mình ăn ở trong nhà cho mấy bé ăn. Thì nếu mà thấy hữu ích thì nhớ tặng Thí một like nha. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ Thí làm những video tiếp theo sẽ hay hơn. Thí bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại những video sau.